Sau Hòa Nhật Nội Địa xin chào các bác nha. Em giới thiệu các bác một chiếc máy rửa bát Panasonic TS1 ngon bổ rẻ. Cái dòng máy siêu lành bền các bác nhé. TS1 con máy rất là đẹp này. Trong cái phân khúc TS1 thì con này quá đẹp luôn đấy ạ. Vỏ hết mọi thứ còn nguyên bản các bác nhé. Đầy đủ tính năng rửa hẹn giờ, các chế độ rửa nước nóng 80 độ C thứ các bác nhé. Nước nóng luôn, đặc biệt con này nội thất rất là sạch này, thất rất sạch đẹp nhé, còn khá là mới luôn các bạn này, nội thất sạch lắm ạ. Các cái tay cửa các bạn nhìn TS1 này em bán 2,7 triệu, bảo hành 1 năm nhé. Các bạn nào có nhu cầu lấy các bạn luôn, chưa phí vận chuyển, chưa biến áp, tình trạng máy còn rất ok đẹp này. Năm sản xuất 2009 các bạn nhé. TS1 CD máy này 0588. Đấy, nội thất khá sạch đẹp rồi, rất là sạch. Nói chung với cái tầm tiền này thì nó là vô đối rồi các bác nhé, không có con nào có thể vượt qua được nó với cái tầm tiền hơn 2 triệu ở đâu ạ. Các cái dòng Nationa thì thật sự ra thì không thể nào mà đẹp và chắc chắn bằng bọn này được đâu. Đấy, chào các bác nhé.